Mẹ lôi con đồng ý để Quang Linh đưa cậu bé về Việt Nam sống đến năm 18 tuổi mới trở về Angola. Khán giả còn bất ngờ hơn khi biết được sự thật. Mẹ của lôi con là cho ăn học ở Việt Nam luôn. 18 tuổi đến 20 tuổi quay lại đây. Mati bao đủ ta bông nào? Ta bông. Ta bông em. Mà xã hội đã không ngừng xôn xao trước thông tin idol lôi con chuẩn bị cùng Quang Linh Vlog đến Việt Nam. Trước khi đi, anh chàng đã cẩn thận đến hỏi ý kiến gia đình cậu bé này. Đáng nói khi thấy Quang Linh trêu rằng sẽ đưa lôi con về Việt Nam ăn học đến năm 18 tuổi mới quay lại Angola, mẹ của cậu bé đã có phản ứng bất ngờ. Ban đầu cô còn ngờ ngại nhưng khi nghe một câu nói của nam YouTuber thì liền nhanh chóng thay đổi quyết định. Cụ thể trước khi quyết định cho lôi con tên thật là Mativedo đến Việt Nam chơi, Quang Linh đã phải hỏi ý kiến gia đình của cậu bé. Khi gặp mẹ nhóc tiền, nam YouTuber trêu rằng sẽ đưa cậu bé về Việt Nam tận mười mấy năm. Nghe thấy vậy, người mẹ này không muốn con đi vì bản thân sẽ nhớ. Tuy nhiên khi thấy anh nói rằng lôi con sẽ chắc chắn thành tài, cô lại đổi ý. Khán giả có thể thấy nam YouTuber rất được bà con châu Phi tin tưởng. Mặc dù phải xa con trai trong một thời gian dài, họ vẫn không quá lo lắng và đặt toàn bộ hy vọng vào Quang Linh. Sự tin tưởng tuyệt đối này không phải ai cũng dễ dàng có được. Ngay sau đó, anh chàng cũng đã giải thích rõ ràng rằng mình chỉ đưa lôi con đi tầm 1-2 tháng sẽ về. Nam YouTuber cũng liên tục trấn an người mẹ rằng chuyến đi này còn có cả bố cậu bé nên rất an toàn, không cần phải lo lắng. Thấy mẹ đồng ý, lôi con cũng chuyển từ trạng thái hoang mang sang gật đầu vui vẻ. Khi mẹ hỏi con có muốn đến Việt Nam cùng chú Linh không, không muốn ở chung với mẹ nữa à, lôi con liền nhanh nhẹn đáp con sẽ về thôi mà. Phản ứng đáng yêu đó khiến Quang Linh không khỏi bật cười. Cũng theo anh chàng tiết lộ, lôi con và bố dự định sang Việt Nam khoảng 2-3 tháng sau khi dự án hoàn thành sẽ quay trở lại Angola. Giấy tờ để làm thủ tục cho Mativedo hầu như vẫn còn thiếu nên team của Quang Linh đã phải gấp rút chuẩn bị đầy đủ trong vòng 4 tháng nữa. Không chỉ gia đình lôi con tin tưởng, Quang Linh cũng rất được cậu bé yêu mến. Ban đầu khi hỏi có muốn sang Việt Nam ở với chú không, sếp Bơ Châu Phi còn ngập ngừng hoang mang. Thế nhưng khi thấy mẹ đồng ý, cậu bé đã nhanh chóng gật đầu. Qua nhiều video do nam YouTuber đăng tải, khán giả nhận thấy rằng Mativedo rất thích được ở bên cạnh Quang Linh. Cậu bé thường xuyên cùng bố sang nhà anh chàng chơi đùa và ăn uống, thậm chí nhiều lần anh còn bế lôi con đi làm việc và đến thăm trang trại của mình. Bên cạnh Quang Linh Vlog, nhóc tỳ này ở Angola cũng rất được khán giả yêu thích. Người hâm mộ từng rất tò mò về cảm nghĩ của hoa hậu Thùy Tiên khi bị lôi con từ chối màn thơm má. Sau đó người đẹp cũng đã lên tiếng chia sẻ về kỷ niệm đáng yêu này. Trong chuyến đi sang Angola làm từ thiện, Thùy Tiên không chỉ rất thân thiết với Quang Linh Vlog mà còn dành nhiều thời gian làm quen với cậu bé Mativedo. Đây là một cậu nhóc hết sức đáng yêu và thường xuyên xuất hiện trong các video của Quang Linh. Trong thời gian ở Angola, Thùy Tiên từng thể hiện tình cảm với lôi con bằng một cái thơm ngọt ngào, nhưng chẳng ngờ cậu nhóc lại lấy tay lau vết thơm má ngay sau đó, khiến cho người đẹp chỉ biết cười ngượng ngùng. Sau khi Thùy Tiên rời khỏi Angola, Quang Linh Vlog đã cho lôi con xem video Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và cậu nhóc vô cùng sửng sốt bàng hoàng khi biết tin cô gái từng thơm má mình và bị từ chối hóa ra lại nổi tiếng đến vậy. Video ghi lại biểu cảm của lôi con khiến cộng đồng mạng rất thích thú. Trong buổi gặp gỡ báo giới mới diễn ra, nàng hậu bật cười rạng rỡ trước gương mặt sững sờ của nhóc tỳ trong video và liên tục khen cậu bé quá đỗi dễ thương. Thùy Tiên còn nhận xét lôi con rất thông minh và lém lĩnh. Điều này càng khiến cư dân mạng mong Quang Linh Vlog sẽ nhanh chóng đưa idol nhí của giới trẻ về Việt Nam chơi. Bên cạnh đó, lôi con còn làm nhiều người ấn tượng với video đang ăn bánh quy thì Quang Linh hỏi xin một chiếc. Vậy là cậu nhóc đã tìm chiếc bánh còn nguyên vẹn nhất để đưa cho anh, chỉ giữ lại những chiếc đã bị vỡ. Hành động thơm thảo ấm áp của nhóc tỳ đã được khán giả khen ngợi hết lời vì dù lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, cậu bé vẫn rất tốt bụng. Ngay khi biết tin Mativedo sẽ đến Việt Nam, nhiều người hâm mộ đã không ngừng đăng ký được ôm hôn cậu bé. Người hâm mộ cũng mong chờ từng ngày để thấy Quang Linh cùng idol lôi con hội ngộ Hoa hậu Thùy Tiên tại Việt Nam. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.